Vâng, xin chào các bạn. Tiếp theo là sau cái video lần trước mình đã hướng dẫn về lệnh break cho các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lên một lệnh tiếp theo là lệnh rotate, được chưa? Hay là lệnh tắt là RO. Cái tiếng Anh này thì tiếng Anh mình thú nhận là hơi gà một chút, này đọc có thể là rotate hay là rotate gì đó, được chưa? Đây, lệnh tắt là RO. Đây, các bạn có thể hiểu là mình đang nhắc đến lệnh này. Đấy, thì lệnh này chức năng nó là như thế nào ạ? Chức năng nó là xoay đối tượng và nó là một lệnh trong nhóm hiệu chỉnh. Thế thì lệnh này thực hiện nó như thế nào và những cái lưu ý và những cái kinh nghiệm của mình khi mình hay dùng đối với lệnh này ra sao khi mà ứng dụng vào trong những cái công việc và trong những cái từng bài toán của mình, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn ngay sau đây, được chưa? Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Vâng ạ, tiếp tục thì các bạn hãy mở phần mềm AutoCAD lên. Và phần mềm mình cũng rất quen thuộc, AutoCAD 018. Đối với lệnh RO này, chúng ta sẽ thao tác như sau. Ở đây mình sẽ vẽ một hình minh họa là lệnh Rectangle, RAC, là vẽ hình tứ giác vuông. Cái này, được chưa? Đó. Để mình xoay đối tượng cho bạn có thể hình dung. Thì lệnh chúng ta nhập vào, lệnh hiệu chỉnh là lệnh RO này. Đó. Rotate, chúng ta ấn cách. Thì bước đầu tiên nó hỏi chúng ta là hãy lựa chọn đối tượng cần hiệu chỉnh, đúng không ạ? Là đối tượng này chúng ta sẽ quét chọn qua hoặc là chọn vào đối tượng này, kích vào nó. Sau khi chọn xong đối tượng, chúng ta ấn cách để sang cái thao tác tiếp theo. Nó hỏi chúng ta là gì ạ? Tại đây nó chỉ có một câu lệnh duy nhất, nó không có lệnh con bên trong, đúng không ạ? Nó bảo là gì? Specify base point. Thì bạn hiểu trường hợp này là chúng ta hãy xác định, đây, specify là xác định một cái điểm base point. Bạn hiểu điểm base point này là cái điểm tâm. Thì đối với lệnh xoay này gọi là tâm xoay. Đấy, thì trường hợp này hỏi ta là cái tâm xoay nằm ở đâu, được chưa? Thế thì cái tâm xoay này các bạn có thể là nhập cái tọa độ x vào đây, y của cái điểm đấy vào đây, được chưa? X và y của cái điểm đó. Nhưng mà thường mình sẽ không có dùng cách này nhá. Mình sử dụng cách là bắt điểm và xác định trực tiếp cái điểm đó trên cái giao diện màn hình này. Được chưa? Không còn quan tâm đến là tọa độ x y nó nằm ở đâu cả, đúng không ạ? Đó, thì mình ra, ví dụ mình muốn xoay là nằm ở theo cái điểm là điểm góc này đi. Mình bắt điểm và tích vào điểm này. Đó. Thì trường hợp này ở đây mình đang bật là vì tính năng F8 nha, là nó đang xoay theo các cái góc cố định là 90 độ, đúng không ạ? Đấy. Bỏ F8 đi nó sẽ là xoay tự do. Hết sức đơn giản như vậy. Thì lệnh này lại xoay đối tượng mà. Thì bạn để ý một điều rằng là gì? Khi mình lựa chọn điểm tâm xoay ở đây. Được chưa? Đúng không ạ? Thì cái cả đối tượng đó, cả cái đối tượng mà chúng ta đã lựa chọn ấy, thì nó sẽ xoay theo cái tâm này và tại vị trí điểm tâm nó sẽ là cố định nhá. Đấy, nó giống như cái cánh cửa mà chúng ta có cái bản lề ấy, thì cái bản lề nó sẽ là cố định và cánh cửa nó sẽ là quay khi chúng ta mở ra mở vào, đúng không ạ? Đấy, chức năng lệnh RO. Thì tại cái bước này nó hỏi chúng ta điều gì ạ? Nó là xoay, chọn điểm tâm xoay rồi thì xoay với cái góc là bao nhiêu, đúng không ạ? Hiện tại nó đang nằm mặc định là nằm ngang như này, đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn lựa chọn là rotation angle là hãy lựa chọn cái góc xoay là bao nhiêu. Đó thì chúng ta lựa chọn là ví dụ 45 độ, chúng ta muốn chéo lên, đúng không ạ? Thì bạn ấn là 45 dương ở đây thì nó sẽ nghiêng 45 độ, tức là cái góc nào 45 độ. Cái góc khi nãy nó nằm ở đây, đúng không ạ? Bây giờ nó lên đây là bao nhiêu? 45 độ. Ok, rất là dễ, đúng không ạ? Đấy, 45 độ. Hoặc là chúng ta muốn nhập là góc là 30 độ, RO này. RO này, quét chọn đối tượng cách này. Tích một điểm tâm này. Đấy, chúng ta chọn là gì? 30 độ. Được chưa? Hoặc là gì? RO này. Chúng ta chọn một điểm tâm khác thì ví dụ là chọn vào trọng tâm này đi. Thì nó sẽ như nào? Thì cả cái hình đấy nó sẽ xoay theo cái tâm nó, đúng không? Đấy, cái tâm này nó sẽ quyết định về cái điểm nào là cố định và các cái phần vị trí nào là sẽ xoay. Đó, các bạn chỉ cần lưu ý cho mình cái phần này thôi. Nếu xoay như này. Ở đây mình nhập là 45 độ thì nó cũng xoay theo 45 độ. Đó. Thì đây là ứng dụng của lệnh RO. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp thì nó lại không đơn giản như vậy, mà chúng ta có một cái lệnh, nó là lệnh RO có một cái tính năng con, tức là tính năng nâng cao hơn. Đấy. Thì tính năng đấy là như thế nào? Ví dụ giả sử các bạn đang lựa tay bạn xoay một cái hình khối như này, hoặc là các bạn đã có một cái hình mà nó đang xoay một cái hướng bất kỳ như này, thì làm sao để đưa cho nó về không, đúng không ạ? Giả sử như bạn không biết là cái góc này nó đang góc bao nhiêu. Đây mình RO rồi. Mình xoay cho một góc bất kỳ nha, mình không biết luôn. Đó, mình không biết nó hợp với góc 0 độ là bao nhiêu. Đấy, đây là đường trục chuẩn của đường x, đúng không ạ?
không biết nó hỏng về bao nhiêu. Bây giờ mà gặp lại nhập lệnh xoay vào thì mình cũng không biết phải xử lý như thế nào cả. Đây. Làm sao để cho nó về không bây giờ được chưa? Nếu mà ta dùng cái kiểu này thì nó chỉ là tương đối thôi. Đấy, thì trong lệnh RO này các bạn sẽ sử dụng như sau nhé. Lệnh RO này gõ vào này. Ở đây nó hỏi chúng ta là gì, xác định tâm xoay đúng không ạ? Ở đây mình sẽ lựa chọn tâm xoay là tâm cạnh cuối này. Đó. Thì làm sao để chúng ta đưa được cái cạnh này? Được chưa? Bây giờ nó phải là song song với cạnh này. Tức là nằm trùng lên. Làm như nào đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có một tính năng là bạn bấm phím xuống trên bàn phím này hoặc là kích vào dấu mũi tên này thì nó ra một tính năng là reference. Là tính năng này rất là hay. Hoặc là lệnh tắt là R. Đó. R. Tại đây sau khi bạn nhập R xong thì hỏi điều gì ạ? Thì ở đây nó sẽ hỏi chúng ta bạn bắt điểm nhé. Ở đây bạn hỏi nó sẽ cho phép các bạn bắt điểm, thì bạn bắt một điểm một ở đây. Bắt điểm hai ở đây hoặc là bất kỳ hai điểm bất kỳ, miễn là làm sao nó nằm trên cái cạnh đáy này, bởi vì cái cạnh đáy là cái cạnh mà mình muốn cho nó nằm cùng phương với lại cái đoạn thẳng nằm ngang này đúng không ạ, trục chuẩn này đúng không ạ. Đó, vậy là bạn chỉ việc kéo nó vào thôi. Mình làm lại nhá. RO này, quét chọn đối tượng này, cách này, tích điểm tâm là tâm nó sẽ phải trùng với cái phương nằm trên đối tượng cùng phương của chúng ta. Đấy. Sau này chúng ta sẽ dùng tính năng R, tại vì mình biết là trong cái dấu mũi tên này nó có tính năng R rồi mà. Nên khi mà mình làm nhiều mình sẽ gõ luôn R chứ không phải bấm phím xuống nữa. Đấy, lệnh con này R. Sau khi bấm lệnh con R xong thì nó hỏi chúng ta là hãy xác định đấy, hai cái điểm. Điểm 1 chúng ta nằm ở đây. Được chưa? Điểm 2 các bạn phải chọn bất kỳ, miễn làm sao nó nằm trên cái đối tượng nằm trên cái cạnh mà chúng ta muốn hợp với cái phương nằm ngang này. Đấy, ok chưa? Đấy, mình có thể làm tiếp theo nha, lần 3 nha. Ví dụ mình muốn cái hình này nó phải theo một cái nằm cái cạnh đáy của hình này, được chưa? Nó phải nằm song song với cạnh này. Làm như nào? Bước 1 các bạn sẽ mua cạnh này vào đây. Bước 2 là gì? RO này. Đấy, tích điểm tâm là nằm đây đúng không ạ? Và chọn tính năng này R. Đó. Và lại tích điểm 1 ở đây, tích điểm 2 để ta ôm cái cạnh này cho nó song song với cái cạnh này. Hoặc bất kỳ cạnh nào. Giống như kiểu chúng ta thì ôm nguyên cái cạnh đáy này và chúng ta ốp vào nó ở chợ, ốp vào đây. Đó, vậy là chúng ta đã hiểu được chức năng của lệnh RO. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa được chưa? Có hai cách này. Thứ nhất là RO cơ bản là xoay theo kiểu tự do này, được chưa? Nhập góc vào đây. Đấy. Hoặc là chúng ta bấm phím F8 để chúng ta theo các góc cố định là 90 độ như này, nằm ngang và thẳng đứng. Đấy. Thì đây là cách cơ bản. Cách nâng cao là khi chúng ta không biết góc là bao nhiêu mà chúng ta muốn xác định theo một cái đối tượng nào đó, theo một cái phương nào đó thì chúng ta sẽ di chuyển cái cạnh một cạnh vào đây, cạnh còn lại chúng ta sẽ dùng RO, được chưa? Tích vào đây. Đó, và tích vào đây. RO. Tích điểm này, chọn R. Tích điểm 1, tích điểm 2. Kéo nó lên. Ok, rất là đơn giản đúng không ạ? Và hy vọng các bạn sẽ làm được trong tính năng này. Và các bạn đã nếu bạn nào chưa biết thì có thể là tham khảo thêm cái cách của mình khi mà bạn muốn xoay một đối tượng mà chưa rõ lệnh, chưa chưa rõ góc là bao nhiêu. Ok.